Dithmarn, hòn đảo kinh dị nhất nước Anh, nằm ở cửa sông Swale, đối diện với Isle of Sheppey. Hòn đảo này hoàn toàn nằm ngoài giới hạn tiếp cận của người dân. Sự thật nghiệt ngã đằng sau truyền thuyết kỳ bí về hòn đảo chết chóc đã được tiết lộ. Hơn 200 năm trước, hòn đảo này được sử dụng làm một khu chôn cất cho những người bị kết án chết vì bệnh truyền nhiễm trên tàu tù. Nên nơi đây được gọi là đảo Dithmarn, đảo người chết. Một số các con tàu này chứa tù nhân bị trục xuất về Úc. Tuy nhiên, do không đủ sức khỏe để sống sót trong cuộc hành trình, họ đã được đưa đến đây để sống nốt những ngày cuối. Trong những năm gần đây, mực nước biển dâng cao và xói mòn bờ biển đã bắt đầu cuốn trôi lớp bùn dày 6 mét, làm lộ ra những chiếc quan tài bằng gỗ không dấu. Quan tài, đầu lâu và các mảnh xương xuất hiện khi thủy triều xuống ở hòn đảo đầy ám ảnh. Được bảo vệ như một địa điểm khoa học quan tâm đặc biệt, SSSI, và cũng là một khu vực sinh sản, làm tổ quan trọng của các loài chim, công chúng không thể đến thăm đảo Dithmarn tự do. Điều này đã làm dấy lên những câu chuyện ma quái, với việc người dân địa phương thường xuyên nhắc tới bầu không khí kỳ quặc và một hòn đảo do người chết chiếm đóng. Nhóm của BBC đã được cho phép đặc biệt để đến thăm nơi đây, vào thời điểm không phải là mùa sinh sản của chim. Nói với The Sun vào thời điểm đó, đạo diễn Sam Supple nhớ lại, nó giống như đang ở trên phim trường của một bộ phim kinh dị. Có quan tài mỡ và xương ở khắp mọi nơi. Người dẫn chương trình Natalie Graham cho biết cô sẽ nhớ chuyến đi này mãi mãi. Cô ấy nói, đây là một cảnh tượng thực sự kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng không có nơi nào trên trái đất như thế này. Các thi thể chất đống, nhà tù nổi neo đậu ở sông Medway và thêm vào thế kỷ 18 và 19. Nhiều người trong số những tên tội phạm phải chờ án tử hình, nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn ngày nay, thì đó chỉ là những tên trộm vặt. Giáo sư sử học quân sự quá cố Eric Gerob nói với BBC vào thời điểm đó, trong đó có những người móc túi, bao gồm cả những đứa trẻ 10 tuổi bị kết án 15 năm tù. Nhưng nếu mọi người không đủ sức khỏe để thực hiện chuyến đi đến Úc, họ sẽ bị bỏ lại trong đống đổ nát. Điều kiện sống trên những con tàu rất khủng khiếp, với các dịch bệnh có thể lây lan dễ dàng và tỷ lệ tử vong cao. Nhiều tù nhân được cho là đã mất mạng trong một trận dịch tả vào những năm 1830. Sau đó, họ được chôn cất trong những ngôi mộ không được đánh dấu, theo nhà khảo cổ học, tiến sĩ Paul Wilkinson, để đảm bảo những căn bệnh truyền nhiễm này không thể bùng phát qua các tàu tù và dân cư địa phương. Ông Supple cho biết không có tài liệu nào về những tù nhân này là ai. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy hài cốt của các tù nhân Pháp bị giam giữ trong các cuộc chiến tranh thời Napoleon ở Chatham gần đó. Những hài cốt này đã được khai quật và cải táng, sau đó chuyển đến trung tâm St. George tại Chatham Maritime. Tuy nhiên, các thi thể trên đảo Dithmarn khó có thể được cải táng do muối biển đã thay đổi độ bền của xương.